lạc sau anh, cổ bỏ cha. Rồi lấy nhớ lấy định cái tuệ đó, cổ bỏ cái áo thứ hai, tài sắc danh, cổ bỏ áo danh, rồi cổ bỏ cái nữa, lấy cái trí tuệ đó, cổ bỏ cái áo sắc. Rồi cuối cùng mỗi bỏ cái áo tài, tức là ngũ dục lạc tài sắc danh thực tùy. Mỗi lần như mình tu tập đó, mình lấy giới lấy định lấy tuệ đó, rồi mình cởi, mình quăng từ lớp, mình quăng hết năm cái lớp đó là mình giải thoát, mình không còn bận áo bực bội nóng nảy nữa, gọi là giải thoát. Đấy, năm cái áo đó gọi là năm cái áo ngũ dục lạc mà người tu hành phải lột bỏ vân từng lớp gọi là giải thoát. Rồi giải thoát tri kiến á, giải thoát tri kiến á là mình phải đi sâu vào trong cái ngũ uẩn thân kiến, mình thấy được cái tính chất vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô thường cho nên khổ nó bất tận. Có thấy được chưa? À, thế này là mình chưa vậy, cái thân này mà mình phải thấy cho được cái tính chất vô ngã vô thường của thân này. Do vậy cho nên mình không có chấp cái thân này nữa, mà nó rộng hơn, nó rộng hơn á là cái tri kiến của mình là còn hẹp hòi vô cùng. Mình không chịu làm đệ tử Phật thì cái tri kiến của mình còn hẹp hòi vô cùng. Tri kiến là cái hiểu biết, là cái nhận thức của mình, mình hẹp hòi lắm. Mà tôi nói cái này là có người nghe chịu nổi, có người nghe chịu không nổi. Tôi nói ví dụ như là cái vụ mình thờ phượng, mình thờ phượng cái chứ hỏi nhiều người thờ phượng chứ mà hỏi thờ ai, thờ để được cái gì, thờ ai. Ví dụ như mình nói mình thờ ông bà mình, nó là cái ta gọi là cái tập quán của một dân tộc cổ truyền, là cây có cội nước có nguồn là đúng, nó là tập quán cổ truyền của một dân tộc. Nhưng mà cái người học đạo rồi đó, học đạo đi sâu rồi, gọi là thờ thì tôi cũng thờ quá, nhưng mà người ta không có tưởng tượng rằng là phía má mình ngồi trên bàn thờ, phía má mình qua đời rồi ngồi trên bàn thờ là ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại ngồi trên bàn thờ. Còn tôi bỏ cái ý niệm đó hoàn toàn. Nhưng mà thờ bàn thờ thì ta vẫn thờ vì là tập quán của một dân tộc. Nhưng mà không bao giờ người ta tính rằng cha mẹ mình qua đời rồi ngồi trên bàn thờ, hoặc là ông bà nội ngoại tổ tiên mình ngồi trên bàn thờ. Do vậy cho nên ta không cực khổ nhọc nhằn bởi cái bàn thờ. Hay là nói cách rõ hơn là cái ngày giỗ trời Phật ơi, có cái nhà nghĩa là nó chơi gì giường đất của ông bà cái đời sinh ra 7-8 người nên là gái không à, rồi có cái thằng con út, nên là con út lên vợ để cái thằng út đó giữ gìn mấy mẫu đất, rồi giao thằng con út rồi một năm nó tới 8 cái đám giỗ. Mà đám giỗ thì thằng con út mà một năm 8 cái đám giỗ thì còn ăn cái gì đó. Bây giờ tôi mấy mẫu ruộng đó còn chị gái nó nói là xuất giá còn mua nó đi lấy chồng hết rồi. Thì cái thằng con út này là 8 đám giỗ, mà đám giỗ về ít ra thì nó tiền, nó nói sao mà phải ăn dưỡng đất rồi cúng hương quả rồi làm đám giỗ gì nhỏ xíu gì rồi ăn thịt chết vậy. Để cái đời nó buồn rồi nó giận rồi nó khóc rồi nó kể rồi nó giận vợ nha. Cái đó là cái sai lầm đó. Chứ tôi nói ví dụ như mà mình học đạo rồi á, bây giờ 8 cái đám giỗ phải không, có cả làm một cái đám giỗ thôi. À, chọn ngày 20 tháng chạp, ngày đó đi giải mã đó nè. Việt Nam mình có cái giải mã 25 gì đó, làm một cái đám giỗ một thôi. Tại sao vậy?
là tại vì ông bà mình chết rồi đó, ông bà mình không hề còn có một cái hồn để ngồi trên bàn thờ. Do vậy cho nên là ông bà cha mẹ thì để tên để họ đó, mình nhớ đó, mình vẫn hàng ngày mình đốt nhang, mình tin tưởng đó. Nhưng mà đám dỗ tám cái dùng lại là còn một cái để anh em vui vẻ lại cúng bữa trong quảng quê rồi ăn cho nó khác khác, cho nó vui, cho nó khỏi tự tử, chứ không có cái vụ rắc rối rồi phải thằng tám lại dỗ. Tôi nói ví dụ vậy đó, đó là cái kiến chấp của dân tộc hẹp hòi. À thật ra là một năm đó là tám năm dỗ là chết rồi, mà ăn gì được. Mà cái chấp mắt mà để mà mỗi một người làm cái đó chỗ vậy là ta gọi là thân kiến, nghĩa là không hiểu được cái thân này của mình, của cha mình, của mẹ mình, của ông bà mình chết rồi sẽ đi đâu về đâu. Cho nên mình tưởng tượng rằng là ông bà mình còn ngồi trên đó, mình làm điều đó là tự mình làm ra khổ đến mình không đó. Chứ theo đạo Phật thì con người mình chết rồi đâu có còn cái tên đó nữa. Ngũ quẩn nó tan về theo ngũ quẩn, cái nào sắc quẩn nó tan theo sắc quẩn, thọ tưởng hành thức nó tự nó tan trong cái vũ trụ ba la này, rồi nó tùy theo cái phước, cái duyên, cái nghiệp đồng chủng dị chủng, đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng, rồi nó hòa hợp lại một cái thân hữu tình, một cái báo thân hữu tình khác, mà không còn là của ông A, ông B, ông C gì nữa. Trong đó đương nhiên là không có ông bà mình trong đó. Do vậy cho nên cái việc thờ cúng mà nội cái đó, cái chấp mắt là cả bao nhiêu ngàn dân tộc trên thế giới này đều sai lầm bao nhiêu ngàn nếu mình không học đạo. Cho nên nếu mình nghe, mình học chịu, mình chịu không đồng hạt á, mình nghe theo đồng hạt á, nó nhẹ nhàng vô cùng. Rồi biên kiến, rồi hoặc là chấp thường, hoặc là chấp đoạn. Có người nói rằng là ông bà mình chết rồi là không còn gì hết, chứ là không có đáng kể gì hết. Thì cái đó cũng tội lỗi, còn gì đoạn kiến. Không còn mà còn chứ. Không còn mà còn, bởi vì cái người mà cái gen mà nó làm cho có cái thân của người này đó, nó phải có cái hệ thống của cha mẹ của tổ tiên chứ. Cho nên là cái cúng mà mỗi một năm mà làm tám năm dỗ, mười hai năm dỗ như nói vừa rồi đó, là mình không làm vậy mất công. Nhưng mà mình cũng phải có một cái ngày kỷ niệm ông bà cha mẹ để mình nhớ tưởng lại cái tâm chi, cái hoàng mà từ cái di chuyển đó nó có mình ra. Cho nên không được gọi là mất hẳn rồi, không còn gì hết. Nếu mà cho rằng là không còn gì hết, không còn nghĩ ngợi gì nữa, thì cái đó gọi là đoạn kiếp của ngoại đạo. Còn nếu cho rằng có cái linh hồn ngồi đó là thường kiếp của ngoại đạo, đó lại gọi là giả thấp thì kiếp đó. Rồi còn tà kiếp nữa ha. Tà kiếp này nói xin lỗi chứ Phật tử mình mà học cái đích đó, mình còn tà kiếp dữ lắm. Mình còn sợ đủ chứ. Thí dụ như ở trời mưa mới bắt đầu này, trời đánh, gọi là trời đánh, nó chết ở ngoài Hà Nội phải 8 người ngoài. Chết là 4-5 người, 6 người, mà 2-3 chỗ chết thì gọi là trời đánh. Rồi lại trời, rồi cúng trời, không có. Không có cái tà kiếp đó. Cái đó là hồi tôi nhỏ đó, từ 50 năm trở về trước đó, ta gọi là tà kiếp. Rồi mấy cái người mà phù thủy gian manh, nó gian xảo đó, nó kiếm một cái miếng chì, miếng sắt, cái nó làm ra cái lưỡi, gọi là cái lưỡi tập xếp bằng cái đầu tay cá vậy nè, miếng đồng ha, y như cái lưỡi búa của thợ mộc vậy đó. Cái rồi nó trị bệnh cho ta. Ai có bệnh gì cái nó lấy cái lưỡi đó, lưỡi tập xếp á, nó mài cái giả đỏ, mài ra rẹt chứ gì thật, nó bỏ thuốc cảm gì trong của mình nó không biết. Rồi cái này đem cho tao uống, cho uống cái nó lấy bao nhiêu tiền thì bệnh nên là cái lưỡi tập xếp. Chứ kỳ thật là không bao giờ có cái lưỡi tập xếp là cái gì hết. Bởi vì đâu có ông trời nào mà thiên lôi nào mà quất mà cái búa đâu. Không có. Đức Phật đó hồi xưa mấy ngàn năm rồi nhất thiết cũng như bác cái mộng nguyện và anh cái loại như điện. Điện là điện đó, điện trời chết đó. Nó là không hề có cái gì động hết.
nó là chẳng qua là khí âm với dương rồi nó chợt nhau, nó cọ nhau rồi nhân sanh nó ra như vậy. Nó giống như là mình lấy cái lưỡi hai cắt lúa đó, rồi mình lượm cục đá xanh rồi mình mổ về lửa nó chân ra đỏ vậy đó. Thì nó có cái chất đó với chất đó đụng nhau nó chợt sanh ra lửa vậy. Còn khí âm với khí dương trên trời nó chợt nhau nó đụng nó sanh ra cái điện quần vậy đó. Chứ có cái thằng thiên lô nào mà nó rèn lửa tao xét ai rèn cho nó? Nó lấy cái chất gì ở đâu mà nó rèn lên cái lửa đó? À, vậy mà chơi thì nó gian manh, nó lấy cái đó nó mài vậy tạo vậy, nó giả tạo nó mài cái đó ha, cái rồi nó bỏ thuốc gì chút đỉnh gì đó, thì cái đầu thì bỏ thuốc aspirin, còn cảm thì nó bỏ thuốc paracetamol, cho nên nó cho uống hết. À, nghe lấy tiền nó tao tôi là thầy nên nó vậy là mùng năm ngày Tết đầu ha, mấy ngày lễ là đem tiền cúng, là tôi là thầy mà tôi cho uống nữa thì sẽ hết đó, nhớ không? Thì thật là ảo thuật không thành thật đó. Vậy mà cái nhận trí mình lạc hậu, tà kiến tức là cái hiểu biết sai lầm đó còn nhiều lắm. Kỹ ha, rồi mình giải thoát ngũ dục lạc, giải thoát cả thất tình lục dục, mình giải thoát cả cái hiểu biết của mình, tức là giới. Rồi lấy cái đó, lấy cái giới làm hương, lấy cái định làm hương, lấy cái tuệ làm hương, lấy cái giải thoát làm hương, lấy cái giải thoát tri kiến làm hương để cúng Phật. Chứ còn mình cầm mấy cái nhang vậy rồi mình cúng Phật thì mình tưởng là mình cúng đồ bỏ. Cái đồ đó, hương đó, mọt cưa dơ giấy đủ thứ. Đem về nó sạc ra cái đồ trộn cái keo, tức là cái vỏ của cái keo nhước rồi trộn vô đó rồi xe lại rồi mới khô mà thì đốt vậy đó, rồi mình gọi là hương chứ ít có trầm thì nó đắt lắm. Còn cái nhân mình dân đó là toàn là mọc cưa không. Cho nên nói như vậy không có nghĩa là mình chê cái hương mình dân, mà hương mình dân mà mình nhớ cúng á thì mình vẫn đem cái tâm thành của mình, mình gửi vào cái khói hương này, ha, tâm lặng mình lấy giới, lấy định, lấy tuệ, lấy giải thoát tri kiến gửi vào trong cái này để mà dân cúng dường cho chư Phật ở trong hàng hà sa số trong mười phương, gọi là ngũ phần pháp thân, giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương. Quang minh nhân đại biến pháp giới, còn cúng hương này nè, nương theo cái khói mây này mà khắp tâm pháp giới và cúng dường Phật Phương chư thánh hiền, tức là lấy năm cái thứ giới định tội giải thoát đó mà cúng Phật. Chứ còn cúng cái thứ đồ ăn nó cúng chơi chứ không nhầm nhất. Cho nên đừng có thèm dại dột mà dọn đồ ăn lên cúng Phật, cúng lạnh tẻo ẩm ăn gì được. Cái người đàng hoàng ta là phải dọn đồ phải ăn liền ta ăn mới được chứ, nấu phố cổ gì cả mấy tiếng hồ có khi không kỹ để ruồi bu kiếm đậu rồi đem để trở này, còn mấy ông thầy lại với định quê đủ sức để chứng minh những điều đó.
Thế thì hôm nay bây giờ là 10 giờ mấy rồi ha? Rồi tôi xin kết duyên với Tiêu Liệt Quỷ Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng rất là nhiều rồi đó, cùng các Phật tử. Bây giờ thì giờ này là tới giờ lên chùa quậy rồi đó. Sắp quậy Phật đó. Lên chùa. Tọa Đại Đức Tăng Ni cũng như là các Phật tử gần xa hôm nay của về chùa này, hy vọng rằng là các vị để ý và văn huệ, tư huệ, tu huệ, tức là nghe, nghe rồi suy nghĩ rồi tu tập, rồi chúng ta sẽ được một cái sự lợi ích an lành mà con mắt thường không hiểu, không biết được đâu. Thần kiến thức thì liên vị thần tâm thường an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Phật. Chúng con là thành Thái Thượng Hòa Thượng, nán lại cho chúng con một đôi phút. Xin nay con thỉnh chư Thượng Đức Tăng Ni thay mặt trần hạ chúng con trước Phật tòa để đầu tiên tác lập một lời nguyện của con sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bạch Hòa Thượng Thượng Từ Hạ Thông, Pháp Sư Hiệu Trưởng các trường Cao Đẳng Trung Phật Học Thành phố Hồ Chí Minh, kính ngưỡng bạch Hòa Thượng, trong khí trang nghiêm hiền hòa đạo tràng thanh tịnh đầy hoan hỷ của tăng ni trường hạ chùa Thanh Long cùng quý nam nữ Phật tử tỉnh Bình Phước cũng như Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lắng lòng tư duy lắng nghe những lời của Hòa Thượng đã chỉ dạy với nội dung nhắc nhở sách tấn hành trì của vị hành giả an cư thật đúng với ý nghĩa mang nặng tu trì tam vô lậu học quán chiếu tuyệt đối giới định huệ nhằm đi vào hành trì thân khẩu ý song song cùng phương tiện tu hành đạt được kết quả an lành trong sáng hành trì trong thế đời được sự an lạc giải thoát và lợi ích trong việc tu học cũng như tạo phước điền cho chúng sinh noi theo vượt hẳn tinh thần không còn đau khổ trong thân khẩu ý tận diệt được nhiều gì ý niệm đó thể hiện được sự vật không có gì trở lại với hư không để giải tạo thật bao la rộng lớn hơn nữa chúng con hết sức cảm động trước sự chiếu cố quan tâm của Hòa Thượng ngài đã không quản ngại sức khỏe của mình đường xa là xa xôi công việc vật thử thì quá là lớn Hòa Thượng đã vì đạo đã vì đời mong cho hàng hậu tấn như chúng con lưu truyền mãi mãi Phật pháp với tình thương cao quý Phật tử tỉnh Bình Phước nói chung đạo tràng an cư tiếp hạ tại chùa Thanh Long do Bình Phước nói riêng đây là một sự thế hồn chúng con xin hứa nguyện quyết tâm đi giáo phục hành mà lời Hòa Thượng đã vừa chỉ dạy cho chúng con cũng xin nguyện cũng như là đối với Phật pháp tiền tiền cũng như cộng lại chúng con xin thực hiện đúng tinh thần kiến chương phụng sự đạo pháp thực hiện đúng phương châm của giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn tinh tấn trong quan nghi học tập thông kinh lục lục ngõ hội và chư tôn đức trong hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam xin cầu ơn trên tam bảo thủy từ hòa thượng pháp thể được khang an cụ trụ ta bà để lẻo lại công việc giáo hội cho chúng con mãi mãi được hưng thịnh Phật sự được tuyên thành và kính chúc đến Hòa Thượng nhã nhặn cho chúng con đầu thành đảnh lễ Hòa Thượng. Nam mô Phật Nhãn Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát và cũng xin trân trọng tán thán công đức của quý nam nữ Phật tử Thành phố Hồ Chí Minh đã được sự chỉ dạy của Hòa Thượng Pháp Sư hôm nay. Quý vị đã quan tâm về đạo tràng Thanh Long đã thành nguyện cúng dường tâm bảo và chư tăng ni trường hạ ban đại đạo chư trường hạ xin tán thán công đức quý vị.